chủ quan và khách quan dẫn đến tình trạng lão hóa da. Nhân tố bên trong gây nên lão hóa. Một số các nguyên nhân gây nên lão hóa da là không thể tránh được và không thể thay đổi được. Tuổi sinh học của chúng ta quyết định sự thay đổi cấu trúc da và tính hiệu quả của chức năng của các tế bào. Điều này sẽ chậm lại qua mỗi năm. Lưu thông máu kém có nghĩa là việc vận chuyển các chất dinh dưỡng và oxy đến bề mặt da bị cản trở. Đặc trưng của làn da hồng hào khi còn trẻ bị biến mất, thay bằng làn da xỉn màu. Yếu tố di truyền học đóng vai trò quan trọng trong việc lão hóa da diễn ra như thế nào. Sắc tộc và loại da mà chúng ta có được từ lúc sinh ra tạo nên sự khác biệt về độ nhanh chậm mà các dấu hiệu lão hóa xảy ra trên bề mặt của da. Ví dụ như là làn da khá nhạy cảm thì có thiên hướng có nếp nhăn ở độ tuổi sớm, trong khi làn da châu Á thì dễ bị chứng không đều màu da và các nếp nhăn xuất hiện trễ hơn. Sự khô ráp da do tuổi tác cao có thể là do yếu tố di truyền học của mỗi người. Nguyên nhân khách quan: tia cực tím. Tia cực tím sẽ không chỉ khiến da sản sinh nhiều hắc tố, khiến da đen sạm mà còn khiến da già đi. Tia UVA là yếu tố chính gây ra lão hóa da và tổn thương do tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian dài được gọi là photoaging. Như cô Ly ở trên, thích phơi nắng nên dễ bị tia UV gây hại. Thông thường, melanin sẽ dụng cùng với chất sừng lão hóa, nhưng quá trình trao đổi chất của da bị chậm lại sẽ gây ra sự kết tủa melanin, làm màu da thêm sâu và thậm chí gây ra các vết đốm. Mùa và thay đổi khí hậu. Thay đổi khí hậu, thay đổi theo mùa như thay đổi thời tiết, nắng nóng đột ngột, phơi da dưới nắng nóng, gió lạnh trong thời gian dài sẽ khiến da khó thích ứng, trở nên thô ráp, nhanh lão hóa, xuất hiện nếp nhăn, và cũng xuất hiện khô, nhạy cảm và mỏng manh cũng là một dấu hiệu của sự lão hóa. Giống như cô Quang ở trên, da nhạy cảm và các triệu chứng khác dễ xuất hiện hơn khi chuyển mùa. Ô nhiễm không khí và các yếu tố môi trường. Ô nhiễm không còn là một từ mới, luôn có ô nhiễm xung quanh chúng ta. Chẳng hạn như khói, cát và bụi, và các điều kiện ô nhiễm môi trường, nước và thậm chí cả thực phẩm khác cũng đang nổi lên thành dòng bất tận. Trong môi trường này trong một thời gian dài, cả cơ thể và làn da đều phải đối mặt với những thách thức vô cùng lớn. Giống như cô Quang ở trên, thành phố nơi cô sống có thể bị ô nhiễm công nghiệp nghiêm trọng hơn. Trong trường hợp này, tổn thương da càng trở nên nghiêm trọng hơn. Bức xạ điện tử. Sự tiện lợi của cuộc sống hiện đại cũng kéo theo nhiều bức xạ như máy tính, lò vi sóng, dễ khiến da xỉn màu và lão hóa theo thời gian. Giống như cô Ly ở trên, cô ấy phải đối mặt với máy tính hàng ngày ở nơi làm việc, và cô ấy sẽ luôn đối mặt với điện thoại di động và TV lúc khác, cô ấy rất dễ bị bức xạ và lão hóa da. Cách sống. Cuộc sống đô thị bận rộn và căng thẳng, lối sống không đúng cách như ngủ muộn, hút thuốc lá sẽ làm tăng gánh nặng cho làn da. Ví dụ, thiếu ngủ có thể dẫn đến giảm khả năng điều tiết của da, hình thành nếp nhăn và tăng tốc độ lão hóa. Khi làm việc, đọc, viết trong môi trường tối lâu, cơ mặt có xu hướng co lại chặt, theo thời gian sẽ xuất hiện nếp nhăn ở đuôi mắt do cau mày. Hơn nữa, áp lực tâm lý quá lớn do áp lực công việc gây ra cũng có thể khiến cơ thể và làn da của con người bị lão hóa. Giống như cô Ly ở trên, cô thường xuyên làm thêm giờ và thức khuya, có thể hình dung rằng làn da bị tổn thương sẽ rất nghiêm trọng. Quy trình chăm sóc da không đúng cách. Việc chăm sóc da không đúng quy trình dễ khiến da bị kích ứng, thậm chí là tổn thương sâu, khô ráp và sần sùi. Cũng giống như chị Vương ở trên, chị có thể không có một quy trình chăm sóc da đầy đủ và đúng cách, rất bất lợi cho việc chăm sóc da và sự tươi trẻ. Ăn uống không đều. Chế độ ăn uống không cân bằng cũng sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa da và tăng gánh nặng cho da. Ăn thức ăn cay, kích thích như bình thường, uống trà mạnh, cà phê và đồ uống có cồn. Hoặc giảm cân trong thời gian dài, dẫn đến dinh dưỡng không cân đối. Cũng giống như cô Ly ở trên, uống nhiều cà phê và ăn mì gói cùng các thực phẩm tiện lợi khác dễ dẫn đến tình trạng mất cân bằng dinh dưỡng và đẩy nhanh quá trình lão hóa da. Quá trình lão hóa xảy ra trong tất cả các lớp da. Những sự thay đổi trong các lớp da sẽ thể hiện lên bề mặt da như là các dấu hiệu của lão hóa. Lớp biểu bì. Quá trình tái tạo tế bào chậm hơn và sự sản sinh lipid bị suy giảm lại khiến cho làn da bị khô ráp và sần sùi hơn. Khi lão hóa xảy ra, lớp da này trở nên nhạy cảm hơn với tia UV. Da ít hiệu quả trong việc tự lành vết thương và chức năng miễn dịch suy yếu dẫn đến việc khả năng da bị nhiễm trùng rất cao và các vết thương tự lành rất chậm. Lớp hạ bì. Từ độ tuổi 25 mỗi năm làn da bị mất đi 1% lượng collagen tự nhiên. Cùng với sự thiếu hụt chất elastin đã khiến cho các mô trung bì bị phá hủy. Cấu trúc da bị tổn thương và các đường nhăn xuất hiện. Sự đàn hồi của da suy giảm, làn da có xu hướng bị tổn thương và các mao mạch bị phá vỡ. Lưu thông máu kém dẫn đến việc vận chuyển các chất dinh dưỡng và oxy đến bề mặt da không được hiệu quả. Cuối cùng làm làn da không còn được hồng hào và trẻ trung nữa. Ở các lớp da sâu hơn, các thay đổi đáng chú ý là về kích thước và số lượng các tế bào tạo lipid ở các lớp da có mỡ. Chúng bị sụt giảm làm ảnh hưởng rất lớn đến việc giảm thể tích da và có thể khiến cho các nếp nhăn sâu hơn, má bị hõm vào và các vết thương khó tự lành được.